Dạ chào anh. Dạ, À, anh vô lòng cho biết cái địa chỉ và cái tên của anh được không ạ? tôi thầy Hùng, như kêu ta thường kêu gọi giáo Hùng á, ở ấp 2 xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An anh. À rồi sao mà anh biết được cái phân lùi để anh sử dụng cho lúa anh đây không? Thì kỳ rồi cũng có lên mạng xem, rồi cũng xem cũng nhiều cái đoạn clip, là thấy nó thấy cũng hiệu quả, rồi mấy tìm hiểu rồi mới hỏi cái anh tám tiền với bả đó, rồi ảnh với mới giới thiệu nó có giống có phần á, rồi mới tư vấn ảnh, rồi ảnh chỉ một số người á, số người ở Tân Hưng có làm nè, rồi chạy qua bên Tân Hưng với lại đó, rồi thăm người ta nói hiệu quả, cái đây mới bắt đầu là mới áp dụng, năm nay áp dụng hết 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 đất luôn là 16 mẫu á. À, 16 mẫu nhưng mà anh xả ra được nhiêu ngày rồi? Xả ra được 18 ngày rồi anh. 18 18 ngày. 18 ngày rồi. À, nhưng mà anh sử dụng phân này thì 18 ngày anh thấy nó thế nào? À, thì thấy nếu mà so với người ta á, là thấy cây lúa nó cũng nở bụi với nó đứng lá, với mình coi mấy cái nhánh cây con á là nó ít chết. Ví dụ mình xài phân hóa học á thì mấy mấy cây con á, nó hết phân thì nó sẽ bị vàng vàng dưới, thấy nó đỏ lá. Còn mình thấy cây lúa của mình thì mấy cây con nó vẫn phát triển bình thường nè. Dạ. Cái này nó đẹp nhưng mà độ nở đó, cái này thấy nó nở cũng vẫn 2-3 con ha. À đúng rồi, nó cũng nhiều mà thấy nó cũng đứng lá. Giá sáng thì nó không thấy nó quạt. À, như đầu này anh giải 1 hecta là bao nhiêu phân lùi rồi? À, hết, tại vì đầu tiên mình mới bằng á, cho nên mình cũng có khi mình rải mình có trộn thêm một bao ure, là khoảng một mẫu là 5 kg ure với thêm 6 bao nhỏ, sáu bao phân nhỏ là hiểu con lười, bao 25 kg á. Dạ, vậy là 150 kg phân lười. Đúng rồi, 150 kg con lười á. Đó là cử đầu, với mình cũng hơi ớn nữa, mình sợ không biết sử dụng mình sao, có trộn thêm 5 kg ure. Dạ. Dạ, đang tâm đi hỏi hỏi thì có nói với anh rồi, tôi anh thường đây thì dạ. Tôi vẫn đi thăm đồng, vẫn dẫn theo cái đợt 2. Dạ. Thì lúa này nó đã tốt 19 ngày rồi, thì ngày mai anh giải nó vừa dạ. 150 kg nữa. 150 kg nữa. Dạ. Thôi vậy hỏi thăm anh để đợt sau tới thăm lúa cái mình kiểm chứng lại cho cái đợt 2 ha. Dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ.